Để phục vụ cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân và nhân dân khu vực miền Trung Tây Nguyên được tốt hơn, khoa phục hồi chức năng Bệnh viện 199 Bộ Công an đã có nhiều phương pháp, cách làm sáng tạo nhằm hướng đến số đông người bệnh trong cộng đồng, tổ chức các điểm khám chữa bệnh lưu động xuống tận các khu dân cư trên địa bàn là cách những chiến sĩ, y bác sĩ công an nhân dân đang nỗ lực từng ngày để phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tốt hơn. Những ngày cuối năm, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng là địa điểm được Bệnh viện 199 lựa chọn thăm khám lưu động. Tận dụng thời điểm rảnh rỗi của bà con, các y bác sĩ khoa phục hồi chức năng vừa thông tin, hướng dẫn, vừa tổ chức khám sàng lọc và đưa ra hướng điều trị phù hợp. Qua đó có 30 trường hợp người dân được phát hiện có triệu chứng của bệnh lý cơ xương khớp cần được phục hồi chức năng. Bị gãy chân đã lâu, đến tận hôm nay, bà Nguyễn Thị Thùy Hương mới thấy rõ được sự cần thiết phải đi tập phục hồi vận động. Trải qua cái sự tư vấn của bác sĩ và mấy em tập á, cô thấy nói chung là có những bài tập có rất hữu ích cho mình, và những cái tư vấn là uống canxi hàng ngày hay là để tập luyện á, là cô thấy rất là hữu ích. Chương trình của khoa phục hồi chức năng chủ yếu hướng đến những bà con nghèo ít có cơ hội khám chữa bệnh, người già cả, các hộ có điều kiện khó khăn chưa được tiếp cận phương pháp vật lý trị liệu hiện đại. Bên cạnh việc hướng dẫn các bài tập phục hồi chức năng đơn giản hiệu quả, bà con còn được trải nghiệm sử dụng máy móc hiện đại tại chỗ như máy điện xung kết hợp siêu âm, máy xoa bóp áp lực hơi, máy rung, máy điện châm. Đối với những cái đối tượng người lớn tuổi, người ốm đau nằm một chỗ nữa thì người ta rất khó khăn trong vấn đề di chuyển, thì cái chương trình của mình nó là tiếp cận tại cộng đồng. Đó là một cái điều kiện hết sức thuận lợi. Sẽ đào tạo huấn luyện lại cho cán bộ y tế cơ sở cũng như là cộng tác viên và người nhà để có thể là những người mà sống ngay tại cộng đồng có thể hỗ trợ thường xuyên liên tục. Chúng tôi muốn lan rộng những cái gì mà chúng tôi đã được học, được đào tạo từ các nước cũng như là trên toàn quốc để có thể là mang tới cái giá trị đến cho tất cả người dân trên mọi miền Tổ quốc. Trong khuôn khổ của chương trình phục hồi chức năng lưu động, khoa dinh dưỡng của Bệnh viện 199 cũng triển khai đo vitamin và khoáng chất bằng máy không xâm lấn nhằm tầm soát nguy cơ thiếu hụt vitamin và khoáng chất cho người dân. Mỗi một cách làm mới, một biện pháp sáng tạo đều được các y bác sĩ của lực lượng công an nhân dân nỗ lực thực hiện đến cùng nhằm hướng đến sự ổn định, khỏe mạnh của người dân, nâng cao hơn chất lượng cuộc sống ngay từ cơ sở.